Chỉ vì mẹ tôi đã vất vả nuôi nấng tôi từ bé, nên em cũng nên biết ơn bà. Ý anh là mẹ anh nuôi anh để em hưởng lợi sao? Nếu anh không kết hôn với em, thì mẹ anh có lẽ sẽ không sinh ra anh. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu cần có sự hỗ trợ thì mới có lòng biết ơn. Không có nàng dâu nào mới về nhà chồng mà đã nghĩ đến việc đối đầu với mẹ chồng. Nếu có, chắc chắn là vì đã thấy những điều không tốt đẹp, họ đã chứng kiến những hành động thiếu thiện chí. Đúng là mẹ anh không có nghĩa vụ giúp em, nhưng điều không thể chấp nhận là khi em đã hết lòng với bà, toàn tâm toàn ý vì gia đình này, bà lại không coi em như một phần của gia đình. Khi em cần giúp đỡ nhất, bà lại không hỗ trợ, không giúp về công sức hay tiền bạc cũng được, nhưng lại còn ngầm tạo sự hiểu lầm. Tại sao bà lại có quyền chỉ trích như vậy? Bà không sinh ra và nuôi dưỡng tôi, tại sao lại luôn nhắc tôi phải biết ơn và chăm sóc bà? Giữa mẹ chồng và con dâu không có sự báo đáp, nói về đạo đức và lòng hiếu thảo thì thật vô nghĩa. Đó vốn dĩ là mối quan hệ qua lại. Khi bạn mở một tài khoản ngân hàng, nếu không gửi tiền vào, khi cần tiền, tài khoản sẽ không có gì. Lúc đó, bạn có thể đến ngân hàng mà yêu cầu. Nhưng liệu họ có cho bạn tiền không? Người nông dân trồng cây mà không bón phân hay tưới nước, ngồi chờ mùa thu hoạch, liệu có khả thi không? Có một câu nói rất hay: khi bạn giúp tôi lúc trẻ dại, tôi sẽ giúp bạn lúc về già. Câu nói không truy cứu thật là giả dối. Trong gia đình này, tôi đã thấy cách mà bạn đổ lỗi cho người khác. Tôi cũng thấy cả gia đình bạn đang chỉ trích tôi, nhìn bạn quát mắng tôi. Chỉ có điều tôi không thấy bạn đứng ra bảo vệ tôi. Chỉ vì thái độ của bạn, mẹ bạn mới kiêu ngạo như vậy. Bà ấy luôn tìm cách để mọi người nghe theo. Hạnh phúc của tôi và bạn đối với bà ấy không quan trọng. Bà chỉ muốn có quyền lực trong gia đình. Bà ấy hành xử tùy ý với tôi. Tôi không muốn trở thành con dâu tốt trong mắt người khác. Tôi kết hôn để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi đã trải qua quá nhiều khó khăn. Mối quan hệ phức tạp này, tôi không muốn phải duy trì, không muốn tiêu hao bản thân cho người khác. Không phải ai cũng có lương tâm, văn minh và tốt bụng. Những điều tốt đẹp phải dành cho người hiểu nó, bởi vì những điều quý giá không thể làm cho những điều tồi tệ tốt lên. Chỉ có sự tôn trọng mới tạo nên sự thấu hiểu. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.